xưa của ông đó. Xây nó một cái khu vực rất là sầm uất, thấy những cái hình ảnh của ngày xưa nè vẫn còn. Nhưng mà đây có cái cổng sau của trường Nguyễn Đình Hiền đó. Không biết cô chú anh chị bạn có ai có những kỷ niệm về những ngôi trường này không ha? Ảnh phía trước cổng bệnh viện Thống Nhất nè, để các anh chị bạn cùng dòm ngó lại ha, cập nhật một số hình ảnh ở khu vực này. Bệnh viện này mình thấy thì không có đông lắm nhưng mà rất là rộng. Như đây em cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lê Văn Duyệt ngày xưa, bây giờ là đường Cách Mạng 8. Hành trình hôm nay em dẫn các anh chị các bạn cùng quay về với một cái địa danh ngày xưa, cũng là ngày nay luôn, cũng vẫn là một cái tên, nhưng mà chắc có lẽ nếu mà các anh chị, cô chú anh chị xa quê, xa Sài Gòn, hoặc là những anh chị và các bạn ở vùng khác, ở tỉnh khác, thì có lẽ chắc ai cũng biết đến cái khu vực này ha. Ở đây gọi là cái khu vực đó là khu vực Bảy Hiền. Thì anh chị hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn mình sẽ đi đến đó nha. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về Bảy Hiền nè. Hướng ngược lại thì mình sẽ đi về vòng xoay Dân Chủ, nơi đó có đường Yên Đỗ, Trần Quốc Toản năm xưa ra Hòa Hưng. Rồi em mời các anh chị cùng đi một vòng với em nha. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, các bạn, cô chú đã luôn nhiệt tình theo dõi và cho em những cái lời comment rất là ý nghĩa và chân thật. Rồi ta đợi xe vắng vắng mình qua đường nha. Con đường này là thường xuyên kẹt xe nên những giờ cao điểm là rất là đông. Sài Gòn bây giờ là 11 giờ rưỡi. Hôm nay thì trời có vẻ không có nắng lắm, nhưng mà có mưa. Những khung cảnh này gợi nhớ cho chúng ta một cái hình ảnh về cái vùng đất Sài Gòn ngày xưa. Ngày xưa thì những hình ảnh nó không có mang nhiều cái màu sắc như bây giờ. Bây giờ thì rất là đẹp, nhưng mà đâu đó vẫn còn có những cái cảnh lụp xụp. Nhưng mà không sao, từ từ dần dần rồi sẽ mọi người sẽ đi lên và phát triển thôi. Mặc dù những hình ảnh ngày xưa là rất là kỷ niệm, nhưng chúng ta phải để lại cho nó một cái hình ảnh đẹp về những cái khu Sài Gòn ngày xưa. Ở đây thì ngày xưa theo em tìm hiểu thì nó là cái căn cứ của quân sự của Nhật, theo sách vở của Sơn Nam, nhà văn nổi tiếng, khu đồn bót của Nhật. Và cái khu vực Bảy Hiền này có một cái quán bánh ướt cũng rất là nổi tiếng, bánh ướt Bảy Hiền. Em cũng có ăn rồi nhưng mà em chưa có review tới khu vực này để gửi đến các chị bạn. Nhưng mà sẽ hẹn lại những lần sau nha. Những cái hình ảnh ở khu vực này không biết là các chị bạn có hình dung ra được hay không. Phía trước chúng ta đó là cái giao lộ, người ta gọi giao lộ đây là giao lộ Bảy Hiền. Ở đây có cái trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, trường Nguyễn Thượng Hiền đây. Và trước mặt chúng ta đó là cái ngã tư
ở ngay đây thì có một cái bệnh viện 30 tháng 4. Ngày xưa hình như là bệnh viện vì dân á, nhưng mà chỉ để chữa bệnh cho các sĩ quan thôi. Nhưng mà sau này thì có người dân vô nữa. Phải bên đây là bệnh viện nè. Rồi chúng ta cùng đi một vòng á, vòng ở khu vực này. Bảy Hiền là một cái người tên Hiền, ông sinh ra trong một gia đình, ông là thứ bảy. Ngày xưa ông là một cái địa chủ, điền chủ, ông có rất là nhiều đất đai. Nên những cái khu đất này bây giờ là của con cháu ngày xưa của ông xây nên một cái khu vực rất là sầm uất. Thấy những cái hình ảnh của ngày xưa nè vẫn còn, nhưng mà sẽ giải tỏa trong nay mai những hình ảnh này. Còn bên kia là một cái dãy nhà phố cũng có những kiểu hiện đại xen lẫn vào đó, những cái nhà mà xưa chỉ vài căn xưa thôi, đa phần là người ta đã xây lại hết rồi. Theo hướng này là mình sẽ đi về cái quận Tân Bình, vùng ven Sài Gòn, Hóc Môn, Củ Chi rồi đó, theo trục đường Trường Chinh. Còn theo hướng này là mình sẽ đi về đường Nguyễn Văn Thoại ngày xưa, bây giờ là Lý Thường Kiệt nè. Ngay đây có bệnh viện, như là bệnh viện Thống Nhất này phải. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng nha. Hồi nãy em nói nhầm là bệnh viện 30 tháng 4. Tại vì khu vực này em không có rành lắm, do không có ở đây nên nhiều khi những cái thông tin đưa ra nó không có chuẩn xác cho lắm, nên chúng ta những hình ảnh này mang tính chất tham khảo rồi cập nhật hình ảnh của Sài Gòn. Còn những thông tin nếu có sai sót các anh chị các bạn cho em xin cái comment nha. Đây cái lề đường này rất là rộng nè. Hồi xưa bán kim khí điện máy, tivi, đồ đĩa rồi rất là nhiều. Rồi bây giờ không còn nữa. Để hoành lại cái hướng đường Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Văn Thoại thì chúng ta phải vòng cái khu triển lãm này rồi mình mới qua được. Nơi đây có cái cổng sau của trường Nguyễn Đường Hiền. Không biết cô chú anh chị các bạn có ai có những kỷ niệm về những ngôi trường này không ha. Ở đây khu này có một cái làng dệt Bảy Hiền luôn, rất là nổi tiếng. Ở đây có những cái cửa hàng sửa máy máy may, rồi sao chú quá đi xe ba bánh nó chạy lạc cái đâu rồi trời. Chú đang tìm đường này hả? Dạ. Nguyễn thì Nguyễn Sĩ Sách này, con này không có rành khu này rồi chú ơi. Nó chạy ở ngay cái chỗ đường Trường Chinh đó mà không biết nữa. Chắc chú hoành lại đây thử ơi. Đường Sĩ Sách là quẹo trái nè. Dạ. Vòng cái chỗ này. Dạ. Dạ. Con không rành khu này, xin lỗi chú. Nếu mà đi đây thì chỉ có hoành điệu trái thôi. Dạ. Cái chú đó chú giao hàng nhưng mà chú bị lạc, mà rất tiếc là em không có rành cái khu vực này nên thành ra không có giúp chú được. Ở đây trung tâm văn hóa Tân Bình, chúng ta dùm nó là cái trung tâm này xíu ha. Nơi đây hay diễn ra những cái sự kiện triển lãm nè, của những cái ngành hàng công nghệ cơ khí, rồi nói chung là khu này khu triển lãm á. Mình nhìn qua bên đường ha,
bên đường cũng có những cái kiểu nhà xưa xưa nè, chúng ta thấy nhìn xa xa nhà trắng trắng có những cái tấm lam, nhưng mà không biết ngày xưa nó là công trình gì thôi. Rồi, mời các cô chú anh chị cùng đi một vòng nha. Khu này thì em cũng hay đi đi qua đi lại, nhưng mà về những cái chi tiết thì nhiều khi em không có rõ cho lắm, mong bà con thông cảm. Tại đây chúng ta sẽ quẹo trái nè, đó mình đi một vòng cái nhà tòa nhà triển lãm này nè. Đây là đường Xuân Diệu, qua bên kia là đường Xuân Hồng. Chắc là Xuân Diệu, Xuân Hồng là hai chị em. Mình sẽ quẹo trái nha. Còn đi thẳng nữa thì mình đi về Hóc Môn, Củ Chi. Qua đây là đường Xuân Hồng nè. Cái khu vực này cũng có rất nhiều anh chị cô chú comment, nhưng mà những comment đó em đều lưu lại hết ha, và em sẽ lần lượt đi dạo một vòng để các anh chị bạn cùng dòm ngó cập nhật lại hình ảnh của Sài Gòn. Ngày xưa theo em tìm hiểu thì ngày xưa thì đây là khu căn cứ quân sự của Nhật rất là lớn. Có lẽ những cái tòa nhà, những cái khu đất lớn thì ngày xưa là doanh trại. Công nhận cái ông Bảy Hiền cũng để lại cho người dân những cái mảnh đất, những cái làng nghề rất là nổi tiếng. Ở đây có làng nghề làng dệt đó, thì của những người Quảng Nam đi vô lập nghiệp rồi lấy tên của khu vực này. Rồi chúng ta quẹo trái qua đường Trường Chinh nha. Khu này xe nhiều lắm, xe toàn là xe tải đúng không à. Khu này mình đi xíu nữa là vùng ven của Sài Gòn rồi đó, nên xe cộ rất là tấp nập đông đúc. Mình đi hướng ngược lại nè, hướng ngược lại lúc nãy nè. Rồi, nhìn phía trước. Nếu chúng ta quẹo trái thì mình sẽ đi đến sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Còn quẹo phải mình đi đến đường Nguyễn Văn Thoại. Chúng ta đang ở đầu đường Nguyễn Văn Thoại nè. Bên tay trái mình đó có bệnh viện. Ở khu vực đầu đường Nguyễn Thoại thì có rất là nhiều cửa hàng sửa máy khoan, rồi máy ép cọc, máy cưa, máy cắt rất là nhiều luôn. Cái hình ảnh phía trước cổng bệnh viện Thống Nhất để các anh chị bạn cùng dòm ngó lại ha, cập nhật một số hình ảnh ở khu vực này. Bệnh viện này mình thấy thì không có đông lắm nhưng mà rất là rộng. Đi thẳng hướng kia là chúng ta sẽ đi về quận 10 luôn. Quận 10 rồi quận Tân Bình, chợ Tân Bình. Đó, hai quận giáp ranh với nhau.
Rồi mình đi một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc ngày hành trình ngày hôm nay ở cái khu vực ngã tư Bảy Hiền và bệnh viện Thống Nhất. Nhân đây em cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đây là cái giao lộ Lê Đại Hành với Lý Thường Kiệt. Nếu ta quẹo phải thì đi về Tân Bình, rồi quẹo trái đây thì đi về quận 10. Rồi, trong quá trình thực hiện video cũng không có thoát khỏi cái thiếu sót. Nếu mà thiếu sót thì các cô chú anh chị bỏ qua cho em xin lời góp ý. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Để video dài quá mình xem nó chán.